ไปช่วยดีด้วยไปช่วยดีด้วย
Ôi, nguy hiểm quá anh em ơi. Ui. Trời ơi, quay về sao rồi? Cái đầu của anh ơi. Nó mổ đây, cả tay nó mổ đây. Đây, xương rồi. Đấy, bị ăn đường xương rồi. Ôi, đúng không? Ôi, đau quá. Đây, cho đây. Con này bây giờ bắt nguy hiểm này. Hai ông kia đến là anh em bắt con này về. Bây giờ cho nó thằng kia nó về đã, nguy hiểm lắm. Bây giờ hai ông tự bắt con này ra này. Đấy, bắt con này. Ôi, bắt rồi, ui, ui nó bạn kia. Ui, thằng kia nó sao? Ui, về anh ạ, về rồi. À, về rồi không sao rồi. Về nghỉ ngơi ở kia rồi. Ui ôi, bẻ nó ạ, bẻ gãy xương mà. Gãy xương mà. Ui ôi, khiếp gì đây. Ui ôi. Không em mèo kêu bắt được tôi nhỉ? Ôi trời! Oh my god! Ôi là chú tôi! Mày mèo kêu ơi! Ôi! 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 Mà là con rắn bị thoát khổng lồ 500 bao rồi. Ôi, my god. Đeo này. Là 7 feet nha mày nhá. Bắt kiểu gì của anh rồi. Anh ấy bẻ áo hồ, con này có cái nào, con phủ cái đầu nhá. Đầu kia. Đúng rồi, sức vào bây giờ, đúng rồi, mà sức vào bắt được. Đầu kia. Đấy, rồi. Đấy rồi, good. Tuyệt vời. Rồi em mang cái đầu bắt cổ bên này đi. Ui, mẹ ơi, con này to thật. Ui, nhìn khúc kia. Ui, đi.